Tối ngày 5 tháng 4, Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh huyện Thọ Sơn tổ chức chương trình đồng diễn thể dục dưỡng sinh và biểu diễn võ thuật chào mừng lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thọ Sơn lần thứ 21 năm 2022. Hoạt động diễn ra tại khuôn viên quảng trường Thọ Ngọc Hầu với sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, các xã thị trấn và câu lạc bộ võ taekwondo huyện Thọ Sơn. Chương trình được các câu lạc bộ dưỡng sinh đến từ các xã thị trấn đã tham gia đồng diễn tiết mục múa trên nền nhạc với 7 động tác tay không và bài gảy ngắn. Đồng thời, mỗi câu lạc bộ còn tham gia biểu diễn các bài múa tự chọn trên nền nhạc, các bài thể dục nhịp điệu dân dân. Thông qua chương trình nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp nâng cao tinh thần tham gia tập luyện thể dục thể thao cho người cao tuổi, khuyến khích người cao tuổi hăng hái tham gia các hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật để sống vui, sống khỏe, sống có ích. Cũng trong chương trình, các em võ sinh câu lạc bộ võ taekwondo huyện Thoại Sơn tham gia đồng diễn các bài quyền đã thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ, tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 200 năm danh thần Thoại Ngọc Hầu dựng bia lập làng Thoại Sơn.